Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Minh Đạo, Kiều Ân và những cặp đôi Cbiz thầm thương nhưng không thành. Quần chúng thích ăn dưa phát hiện trong showbiz hoa ngữ có không ít ngôi sao từng dành tình cảm đặc biệt cho đồng nghiệp, nhưng tiếc thay lại chẳng thể nên duyên như mong muốn. Hãy cùng mình điểm lại xem họ là những ai nhé. Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy. Nếu thường xuyên theo dõi thông tin về Cbiz, chắc hẳn các bạn đều biết về tình cảm đặc biệt mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho én nhỏ Triệu Vy nhỉ. Lần đầu gặp gỡ dưới mái trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Huỳnh Hiểu Minh đã trúng ngay tiếng sét ái tình với nàng và coi Triệu Vy như nữ thần trong lòng mình. Đôi mắt to trong, làn da trắng xinh, tôi biết mình đã rung động rồi. Theo thông tin mình tìm hiểu được, thì Huỳnh Hiểu Minh từng 3 lần tỏ tình với crush nhưng đều quay vào ô mất lượt. Bản thân Triệu Vy cũng thừa nhận cô biết về tình cảm đặc biệt mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho mình, nhưng tiếc thay chàng có ý, thiếp vô tình, chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè tới tài tử này mà thôi. Sau này, kể cả khi cả hai đã có gia đình, Huỳnh Hiểu Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho én nhỏ. Không ít người cho rằng Triệu Vy chính là bạch nguyệt quang mà nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp trân trọng nhất. Tuy nhiên, khi Triệu Vy dính phải cuộc detox Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh cũng đành phải ngậm ngùi xóa ẩn ảnh chụp chung của họ trên mạng xã hội. Giờ đây, giang hồ đang đồn thổi là Triệu Vy sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa. Sau đợt phong sát, không biết liệu Huỳnh Hiểu Minh có khoe lại kỷ niệm của anh và Triệu Vy không nhỉ? Phùng Thiệu Phong, Dương Mịch. Với màn hợp tác quá đổi ăn ý, phản ứng hóa học tuyệt vời trong bộ phim Cung Tọa Tâm Ngọc, Phùng Thiệu Phong, Dương Mịch trở thành cặp đôi màn ảnh được công chúng yêu thích nhất một thời. Tin đồn phim dạ tình thật của họ ngày càng bay cao bay xa, khi cả hai chẳng ngần ngại thể hiện sự thân mật trước công chúng. Khi trả lời phỏng vấn, bản thân Phùng Thiệu Phong cũng công khai cho biết anh có tình cảm đặc biệt với Dương Mịch. Tiếc thay, nam diễn viên Cung Tọa Tâm Ngọc chỉ đắn tắt hy vọng khi Dương Mịch công khai tình yêu với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2011. Là một người từng chèo thuyền phong mịch khi đó, mình cũng chỉ đắn tiếc nuối vì cặp trai tài gái sắc này có duyên mà không có phận mà thôi. Minh Đạo, Trần Kiều Ân. Một trong những cặp đôi mình yêu thích nhất trên màn ảnh Cbiz là Minh Đạo, Trần Kiều Ân với siêu phẩm Hoàng tử Ếch từng gây bão một thời. Mặc dù được công chúng đẩy thuyền nhiệt tình nhưng tiếc thay, cả hai chưa từng đến với nhau chứ đừng nói đến việc kết nghĩa trăm năm. Theo trang Sohu đưa tin, Minh Đạo từng tiết lộ việc anh có tình cảm với Trần Kiều Ân nhưng lại chẳng dám thổ lộ tiếng yêu. Nếu tôi tự tin hơn, có lẽ bây giờ Trần Kiều Ân đã là vợ tôi rồi. Có nhiều người suy đoán rằng chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều rắc rối, anh trai nợ nần, tự tay tiễn vợ con và bản thân sang thế giới bên kia vào năm 2020 đã khiến Minh Đạo chùn bước, không dám theo đuổi người đẹp. Có ai thấy tiếc cho mối quan hệ nhân duyên này không? Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ. Hợp tác trong bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ đã khiến khán giả khóc thành một dòng sông với mối tình buồn. Chắc ít ai biết được, tài tử họ Hà từng say nắng Tôn Lệ và anh cũng chính là người đã có được đi nụ hôn đầu tiên của mỹ nhân Chân Hoàn Truyện. Tiếc thay, cặp kim đồng ngọc nữ đình đám một thời chẳng thể nên duyên ngoài đời thực. 3 lần thổ lộ tiếng yêu, Hà Nhuận Đông đều bị Tôn Lệ từ chối. Như vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và là bạn bè của nhau. Thế nên khi Tôn Lệ lên tiếng nhờ vả, Hà Nhuận Đông chẳng hề ngần ngại nhận vai khách mời trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Dù trước khi phim lên sóng, anh từ phải nhận nhiều gạch đá vì bị cho là không hợp vai đó. Dĩ nhiên là đến khi thực sự xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đã khiến khán giả có cái nhìn khác hẳn, chinh phục công chúng nhờ diễn xuất tinh tế. Hồ Ca, Đường Yên. Khi nói tới đời tư của Hồ Ca, thường thì mình sẽ nghĩ ngay tới hai người bạn gái từng khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực là Tiết Giai Ngưng và Giang Sơ Ảnh. Thế nhưng khi lướt qua các diễn đàn giải trí, mình mới biết hóa ra nam diễn viên Lang Gia Bạng còn có một mối tình đơn phương, bí mật giấu kín suốt 8 năm trời, đó là Đường Yên. Các bạn biết không, khi lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Weibo, Đường Yên chính là người đầu tiên mà Hồ Ca nhấn nút follow đó. Hơn nữa, lúc ghi hình cho bộ phim Hiên viên kiếm Thiên Tri Ngân, Liệu Thi Thi tiết lộ rằng Hồ Ca thầm thương trộm nhớ Đường Yên nhưng lại chẳng ngỏ lời vì khi ấy Đường Yên đang đau khổ vì thất tình. Anh chỉ im lặng, làm chàng hiệp sĩ ở bên, động viên cho crush mà thôi. Đến khi cùng Đường Yên tham gia một show truyền hình, Hồ Ca mới mạnh dạn thổ lộ rằng Đường Yên là hình mẫu lý tưởng của mình. Nếu như Đường Yên cười, cứ như cả thế giới đều đang cười vậy. Tiếc thay đối mặt với tấm chân tình của Hồ Ca, Đường Yên lại tỏ vẻ lúng túng và từ chối khéo bằng cách nói mình nghe không hiểu. Sau này, nữ diễn viên Yến Văn Đài mới tiết lộ lý do không nhận lời yêu Hồ Ca. Chúng tôi thực sự quá thân thiết với nhau, cảm giác không thể tiến thêm một bước, biến thành tình yêu được. Hơn nữa trong lòng tôi, anh ấy giống như anh trai vậy, anh em với nhau thì sao có thể ở bên nhau được. Mặc dù hơi đau lòng Hồ Ca một tẹo, nhưng dù sao chúng ta cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của Đường Yên, đúng không nào? Chỉ tiếc Hồ Ca dù sau này có quen thêm vài cô gái khác, nhưng chẳng ai có thể khiến anh muốn kết hôn như Đường Yên. Bạn còn biết thêm về cặp đôi Cbiz nào có duyên nhưng không có phận như vậy nữa không? Bạn còn biết thêm về cặp đôi Cbiz nào có duyên nhưng không có phận như vậy nữa không? Hãy chia sẻ ngay với quần chúng Thiết Ăn Dưa dưới dòng bình luận nhé. Trần Tiểu Xuân, Phạm Băng Băng là mỹ nhân nức tiếng của showbiz Hoa ngữ. Phạm Băng Băng được biết bao người săn đón, theo đuổi. Trần Tiểu Xuân cũng là một trong số đó. Chắc hiếm có ai như Trần Tiểu Xuân, dù đã rung rinh lắm nhưng lại chỉ dám yêu thầm nàng từ xa. Dù đã rung rinh lắm nhưng lại chỉ dám yêu thầm, ngắm nàng từ xa chứ chẳng dám ngỏ lời. Thậm chí khi biết tin nữ hoàng thị phi đi quay ngoại cảnh, Trần Tiểu Xuân còn lén chạy tới thăm cô, ngày nào cũng lấp ló ngoài cửa, khiến cả đoàn phim đều đứng ngồi không yên. Như Phạm Băng Băng chia sẻ, thì mỗi ngày anh ấy đều đạp xe đến cửa để xem với cái đầu cạo bóng lưới. Đội mũ trùm đầu kiểu nhà Thanh. Thật khó tin là anh gà rừng của người trong giang hồ lại có một thời dữ dội như vậy vì yêu đó. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.